bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái nhân vật chính của tác phẩm này luôn nhá. Ở trong phần nội dung Vợ chồng A Phủ này, các bạn chỉ cần nhớ cho chị đúng một cái nội dung duy nhất thôi. Đó chính là nhân vật Mị. Và khi mà nhắc tới nhân vật Mị ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ nhớ tới một cái cụm từ, đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn Kem ơi, nào, nhân vật Mị chúng ta sẽ nhắc tới cụm từ gì nhỉ các bạn nhỉ? Chúng mình sẽ nhắc tới cụm từ gì? À, chúng mình sẽ nhắc tới cụm từ đó chính là, đây, sức sống tiềm tàng. Ok không ạ? Đã bao giờ các bạn cảm thấy mỏi mệt và muốn từ bỏ chưa? Đã bao giờ các bạn cảm thấy mình tủi thân đến mức bật khóc rồi mà cái cảm giác nó đau nhức ở trong trái tim vẫn còn tồn tại? Đã bao giờ các bạn để cho cuộc đời của mình trôi đi một cái thời gian cực kỳ là vô ích? Và đã bao giờ các bạn cảm thấy là có thời điểm mình cảm thấy cái sự tồn tại của mình là một cái sự tồn tại mà kiểu mình cảm thấy là mình không hiểu tại sao mình lại tiếp tục tồn tại trên cuộc sống này? Thực sự là như vậy. Đó là những cái giây phút chị nghĩ là rất là khó khăn ở trong cuộc sống của các em. Và đó là những cái giây phút rất giống với cái nhân vật Mị ở trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài này. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì chị muốn gợi nhắc cho các bạn về một điều rằng là dẫu cho cuộc đời này có khổ sở như thế nào, có dồn chúng ta vào biết bao nhiêu những cái tủi hờn ra sao, thì bản thân chị nghĩ rằng là chỉ cần chúng ta có niềm tin và ở trong sâu thẳm trái tim của các em, bao giờ cũng sẽ có một cái sức sống tiềm tàng vô cùng mãnh liệt. Chị tin chắc chắn là như vậy. Thế nên là các bạn đừng bao giờ bỏ cuộc. Rõ ràng cái hành trình của nhân vật Mị là một cái hành trình tìm đến con người của chính bản thân mình. Cái khát vọng tự do và khát vọng hạnh phúc, mong muốn có thể được giải thoát, đó là cái khát vọng mà Mị mong muốn. Mị cũng đã từng cảm thấy rất đau khổ và sống hời hợt như một con rùa đằng sau xó cửa. Thế nhưng mà sau đó thì tất cả mọi buồn khổ đều qua. Điều đó rất giống với cuộc sống của chúng mình. Nếu như cuộc sống này mà không có những buồn khổ ấy, không có những khó khăn và thử thách, thì có lẽ là chẳng có gì vui để kể với nhau cả. Nhưng mà các em tin chị đi, sau mỗi lần vượt qua những cái khó khăn thử thách như vậy, chắc chắn các em sẽ tìm nhìn ra được cái sức sống tiềm tàng ở trong chính bản thân mình. Và đó là một cái điều tuyệt vời nhất mà các bạn được tạo hóa ban tặng cho các em ở trong giai đoạn này hay bất cứ khoảnh khắc nào. Thế nên là những lúc nào mà cảm thấy mệt mỏi quá, lúc nào mà cảm thấy rằng là mình không còn cái giá trị và ý nghĩa gì nữa, thì chắc chắn là các bạn hãy nhớ về ngày hôm nay, những cái gì mà chị đã nói cùng với các bạn. Hãy nhớ về nhân vật Mị. Bởi vì là người ta còn khổ như thế, người ta còn vượt qua được, thì huống hồ các bạn bây giờ, tại sao mình lại phải để cho cuộc sống của mình trôi dạt đi một cách vô ích như vậy, trong khi cái sức sống ở trong trái tim của mình lúc nào cũng gì ạ? À, tràn đầy, lúc nào cũng đầy ắp, đúng không nào? Nhá. Nên là các bạn 2K2 của chị, chai vô, cố lên nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái nhân vật Mị, được không ạ? Sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị. Như chị đã nói cùng với các em thì một trong những cái điều rất là quan trọng mà chúng ta sẽ phải làm, đúng không? Trong cái quá trình mà chúng ta đi phân tích về một nhân vật, đó chính là nói về lai lịch ngoại hình. Thế nhưng mà đối với nhân vật này, được không ạ? Thì lại có một cái điều rất là đặc biệt. Trước khi nói về lai lịch ngoại hình thì chị lại muốn cùng với các bạn đi tìm hiểu về cách xuất hiện của nhân vật Mị. Cách xuất hiện của nhân vật Mị. Tôi vẫn còn nhớ Nam Cao là một nhà văn mang trong mình cái phong cách tép mốt, tức là cái phong cách cái phích nước. Bên ngoài thì rất lạnh lùng nhưng bên trong thì lại mang một cái trái tim vô cùng ấm áp. Đã từng quăng anh Chí Phèo lên trang sách, đúng không ạ? Để cho anh Chí Phèo xuất hiện với một cái tiếng chửi và hình hài của một cái người mà đang trong một cái cơn say dài triền miên, cùng với cái hình ảnh về con người rất là kỳ dị, đúng không nào? Tôi cũng từng nhớ rằng là nhà văn Kim Lân đã để cho bà cụ Tứ xuất hiện với một cái tiếng ho húng hắng, phải không ạ? Thì ở đây bản thân Tô Hoài cũng đã để cho nhân vật của mình xuất hiện một cách rất là ấn tượng. Đó là gì ạ? À, chúng ta thấy rằng là nhân vật Mị xuất hiện trong một đoạn văn trữ tình ngoại đề. Xuất hiện trong một đoạn văn trữ tình ngoại đề với những sự đối lập.
Ok không? Đó là sự đối lập gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó là sự đối lập gì đây ạ? Đó là sự đối lập gì nhỉ? À, chúng ta thấy rằng là cái đoạn văn trữ tình ngoại đề đó như thế này ạ. Ai ở xa về, có dịp vào nhà thống lý Pa Cha thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước ở khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Đây là đoạn chắc chắn các bạn sẽ phải thuộc giúp chị. Ok không nào? Ok không? Đọc lại một lần nữa cùng với chị nhé. Ai ở xa về, có dịp qua nhà thống lý Pa Cha, thường trông thấy có một cô gái, cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước ở khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Ok chưa nào? Các bạn ơi, nhớ nhá. Được không ạ? Nhớ chưa, nhớ chưa? Nhớ phần đó chưa? Chị đọc như vậy đã nhớ chưa? Rồi, thế thì chúng ta thấy rằng là cách giới thiệu này tạo ra những cái đối nghịch về một cô gái, đúng không ạ? À, cô gái này Đang sống trong một gia đình giàu có, nhưng lại xuất hiện với dáng vẻ âm thầm, lẻ loi, đúng không ạ? À, hòa lẫn vào các vật vô tri, hòa lẫn phải tan nhòa vào các vật vô tri, được không ạ? Hòa lẫn và tan nhòa vào các vật vô tri, như là cái quay sợi gai này, tảng đá này, tàu ngựa này, đúng không? Thấy không ạ? Và đặc biệt chúng ta thấy rằng là miêu tả về tâm trạng của cô gái này thì đây là cô gái như thế nào ạ? À, là con dâu nhà thống lý quyền thế giàu có, nhưng mặt lúc nào gương mặt, đây là tâm trạng đấy ạ, được không ạ? Gương mặt buồn rười rượi, được không ạ? Gương mặt buồn rười rượi. Ok chưa nào? Chúng ta thấy rằng là Mỹ xuất hiện bên những cái bên cạnh những vật vô tri, và người con gái đó cũng không hề có một chút cảm xúc nào. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khai thác một chút về những cái vật mà xuất hiện xung quanh Mỹ nhá. Trước tiên, đó chính là cái quay sợi, vòng quay sợi gai. Vòng quay sợi gai nó giống như cái gì nhỉ? À, giống như vòng quần quanh của cuộc đời Mị, đúng không ạ? Nó giống như những cái vòng quẩn quanh của cuộc đời Mị, phải chưa nào? Đúng không? Tiếp tục này, tảng đá, nó giống như tảng đá số phận đè nặng lên cuộc đời Mị, phải không ạ? Và tiếp theo đó là hình ảnh gì nhỉ? Tàu ngựa, báo hiệu về số phận của người con gái này. Ok chưa ạ? Báo hiệu về số phận của người con gái này. Và đặc biệt đó là cái tâm trạng, cái khuôn mặt thể hiện tâm trạng ấy, lúc nào cũng buồn rười rượi. Thể hiện cái gì nhỉ? À, thể hiện một cái số phận bất hạnh, đau khổ, đúng không ạ? Và gì nữa? Khiến cho người đọc vô cùng tò mò, không biết cô gái ấy là ai, được không ạ? Ok chưa nào? Đây mới chỉ là cách xuất hiện của Mỹ thôi nhá các bạn nhá, được không ạ? Đây mới chỉ là cách xuất hiện của Mỹ thôi nhá. Và tất cả những cái điều này khiến cho chúng ta cảm thấy cực kỳ là tò mò, đúng không ạ? Không biết là cô gái này là ai mà lại ở nhà thống lý Pa Cha, là một cái gì ạ? Địa chủ ở vùng này, nhiều bạc, nhiều nương, nhiều thuốc phiện nhất làng, mà lại buồn rười rượi như vậy. Đây là cách xuất hiện của Mỹ. Thế thì bây giờ chúng ta mới tìm hiểu này, về nguồn gốc, lai lịch, ngoại hình, xuất thân của cô gái này như thế nào này. Ok chưa ạ? Chúng ta sẽ có nguồn gốc,
lai lịch, ngoại hình, được không ạ? Lai lịch ngoại hình của Mị. Nào, cho chị vài chi tiết về cô Mị xinh đẹp của chúng ta nào. Ok không ạ? Yên tâm đi, cứ học chăm với chị thì kiểu gì bài gì cũng sẽ thích. Ok không? Bài gì cũng sẽ thích. Rồi, thế trước tiên ở đây các bạn chú ý giúp cho chị về lai lịch và ngoại hình của cô Mị, chúng ta thấy rằng là như thế nào. À, Mị là cô gái dân tộc Mèo, đúng không? Rất là xinh đẹp, đúng không ạ? Rất là xinh đẹp này, trẻ trung này, đúng không nào? Rất là xinh đẹp này, trẻ trung này, đúng không ạ? Và còn như thế nào nữa? Tài năng nữa, đúng không ạ? Thổi lá hay như thổi sáo, đúng không ạ? Chính vì điều này mà có rất nhiều các chàng trai, những chàng trai ngày đêm đi theo Mị, đi theo Mị từ núi này sang núi khác. Và có một cái hình ảnh rất là hay mà các bạn ghi nhớ giúp cho chị, đó là trai đến, đấy cứ bị kiểu đấy nhở, a còng thì lại là ấy. Trai đến đứng nhẵn, cả chân vách đầu buồng Mị nằm. Thấy không? Xịn chưa? Quách chưa? Đúng không ạ? À, quách chưa các bạn? Rồi, chúng ta thấy rằng là gì nữa? À, cô Mị này cô ấy cũng là một người như thế nào ạ? À, có gì ạ? Khao khát yêu thương, đúng không ạ? Và đã có một tình yêu đẹp, đúng không ạ? Khao khát yêu thương và cũng đã đang có một tình yêu đẹp rồi đấy chứ, có người yêu rồi đấy chứ, đúng không nào? Rồi, và chúng ta thấy rằng là cô Mị cô ấy hiện lên ở trong mắt bạn đọc bây giờ là gì ạ? Là bông hoa của núi rừng Tây Bắc, đúng không ạ? Bên cạnh đó nhá, còn có những cái phẩm chất mà có thể nhắc tới như là rất là cần cù, rất là chịu thương chịu khó nhá, chăm chỉ nhá, chịu thương chịu khó nhá, và hiếu thảo nữa, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là đây là một bông hoa tỏa hương của núi rừng Tây Bắc, đúng không ạ? Và với cái điều kiện này thì chắc chắn là phải hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp chứ, đúng không ạ? Phải hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp cho cô gái này chứ, đúng chưa nào? Rồi, Mị xinh đẹp có được mọi thứ nhưng không có được em. Ừ, tốt. Rồi, được không ạ? Đây, chúng ta thấy rằng này, đấy, một cô gái mà có hội tụ đầy đủ mọi thứ như thế này thì đáng lẽ phải hứa hẹn về một cái tương lai tốt đẹp và chắc chắn là cô gái ấy sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà đúng như lời truyền thần của Nguyễn Du trong truyện Kiều, đúng không ạ? Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bề dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, đúng không ạ? Hay là gì ạ? À, hồng nhan thì bạc mệnh, hồng nhan thì đa chân, đúng không ạ? Hay là gì nhỉ? Chữ tài liền với chữ tai một phần, đúng không? Các bạn thấy không ạ? Hồng nhan bạc mệnh, hồng nhan đa chân ấy. Cái lời gọi là gì ạ? Cái lời gọi là tiên đoán trước của Nguyễn Du về số phận của Thúy Kiều đấy. Ok chưa nào? Nên các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị nhá. Thì đây, Mị cũng mang một cái số phận như vậy. Và đây, chúng ta sẽ cùng đến với ý tiếp theo, đó chính là số phận bi kịch của nhân vật này, được không ạ? Số phận và bi kịch của nhân vật này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Trước tiên, gia cảnh thì nghèo khó, đúng không ạ? Trước tiên là sinh ra trong một cái gia đình nghèo khó, mà chị xin được dùng một cái từ, đó chính là nghèo gia truyền. À, được không ạ? Nghèo gia truyền luôn các bạn ạ, phải không nào? Nghèo gia truyền luôn, đúng chưa nào? Thế thì chúng ta thấy rằng là chính bởi vì là gì ạ? À đây ạ, cái bi kịch của Mị dẫn tới là bởi nguyên nhân như sau. Hồi cha mẹ lấy nhau, có vay của nhà thống lý, được không ạ? Có vay của nhà thống lý, được chưa nào? Có vay của nhà thống lý, gọi là một... Sau đó thì gì ạ? À, có vay tiền của nhà thống lý nhưng mà sau đó thì trả mãi cũng không hết được, cho đến khi mẹ của Mị chết đi rồi cũng không trả hết được, đúng không ạ? Rồi, mãi không trả được nợ. Tức là đây là một cái món nợ truyền kiếp, món nợ
Tiền kiếp. Ok ông ạ. Và cho đến khi Mị trở thành một cô gái xinh đẹp thì sao nhở? Thì nhà thống lý Pacha đã yêu cầu cha Mị là gì ạ? À, gả con gái cho nhà tao thì tao sẽ gạt nợ cho. Đúng không ạ? Một cái tên địa chủ rất là tham lam, rất là xảo quyệt và vô cùng là tàn nhẫn ở Hồng Ngài. Chị cảm thấy rất ấn tượng với những cái địa danh mà Tô Hòa đã lựa chọn, những cái tên như là A Phủ, A Sử, Mị, thống lý Pá Cha, rồi thì mảnh đất Hồng Ngài, Phiềng Sa, cán bộ A Châu. Nó đều mang những cái gì ạ? Nó đều mang những cái gọi là phong vị, nó đều mang những cái âm hưởng của cái mảnh đất Tây Bắc này. Và cái cách mà Tô Hoài sử dụng từ ngữ quả thực là rất là đỉnh luôn. Thật sự là như vậy. Mình đọc và mình có cảm giác giống như là đang đọc một câu chuyện cổ tích miền núi về một thân phận, về một số phận của một cô gái xinh đẹp ấy. Ok chưa nào? Nhá. Thì đây, chúng ta thấy rằng vì món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp, thì Mị đã trở thành cô con dâu gạt nợ. Và sau đó bị thằng A Sử, là con trai của thống lý Ba Cha đấy, đúng không ạ? Bị thằng A Sử nó lừa bắt, đúng không ạ? Nó lừa bắt đem về và cúng trình ma. Ok chưa nào? Được không ạ? A Sử là bên ngoài thì lạnh lùng, bên trong nhiều tiền đấy, đúng không? Còn lại thì tính cách thì vũ phu đấy. Đấy là những cái cụm từ mà nói về thằng A Sử đấy. Chị không biết là thằng này nó có đẹp trai hay không, nhưng mà cảm giác nghe là không đẹp trai rồi, đúng không ạ? Nhá. Cảm giác mà không đẹp trai rồi, chính xác. Đây là cái câu chuyện mà Tô Hoài đã xây dựng dựa trên những nhân vật và những nguyên mẫu có thật đấy các bạn ạ. Được không ạ? Nhưng mà tất nhiên là khi mà viết thì cũng phải thêm thắt nhiều thứ vào rồi. Nhưng mà quả thực chính xác. Đó là hình ảnh của nhân vật có thật đấy các em ạ. Rồi, được chưa? Đây, nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nhá. Bởi vì bị nó lừa bắt như vậy, đúng không? Thế nên là chúng ta thấy rằng là cuộc đời của Mị bây giờ vậy, bắt đầu bước vào cái giai đoạn của nhà thống lý Bá Cha, không còn bất cứ một cái ý niệm nào về cuộc đời nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến, đó là số phận và bi kịch. Bây giờ bắt đầu nói đến đấy nhé. Nói đến cuộc sống của Mị này. Cuộc sống của Mị khi về làm dâu nhà thống lý Bá Cha. Được không ạ? Làm cô con dâu của một gia đình đại gia quyền thế như vậy, được không ạ? À, đại gia quyền thế như vậy đáng lẽ phải hạnh phúc, phải vui vẻ chứ. Giống như kiểu chuột sa chĩnh gạo đi, phải hạnh phúc và vui vẻ chứ. Nhưng không, chúng ta thấy rằng là cái chế độ phong kiến mục ruỗng ở thời điểm lúc bấy giờ đã chèn ép con người ta và biến Mị bây giờ trở thành một cái công cụ lao động chứ không phải là một con người nữa. Đúng không ạ? Mị đã phải sống những cái ngày tháng tủi hờn và một tháng từ ngày về làm dâu, đêm nào Mị cũng khóc. Được không ạ? Mị trở thành công cụ lao động. Bị gì ạ? À, bị bóc lột về thể xác và trà đạp về tinh thần. Được không nào? Chúng nó đã triệt tiêu sức sống trong Mị, triệt tiêu mọi ý thức của Mị về cuộc sống của Mị. Được không ạ? Và Mị bây giờ trở thành một con rùa lùi lũi ở đằng sau xó cửa. Được không ạ? Ở đằng sau xó cửa, trở thành một chiếc bóng. Trở thành một chiếc bóng vô hồn. Được không ạ? Và nếu như để hỏi chị về việc là cái chi tiết nào thể hiện rõ nhất cái cuộc sống của Mị, thì có lẽ là chúng ta sẽ tìm thấy ở đây đó chính là gì ạ? À, đó chính là căn buồng Mị nằm. Đúng không? Căn buồng Mị nằm. Bên cạnh cái việc là gì ạ? À, Mị bây giờ tưởng mình như là con trâu, như là con ngựa, lúc nào cũng chỉ nhớ đi nhớ lại những cái việc làm giống nhau, tiếp nhau vẽ ra mỗi năm, mỗi mùa, mỗi tháng, làm đi làm lại những cái công việc đó. Và cứ giống như là cái vòng quay của sợi đay ấy, vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn như vậy.
Ok chơi nào, vòng tròn như vậy, cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi. Thậm chí là con trâu con ngựa của nhà này thì còn có thời gian buổi đêm nó được nghỉ, nó còn có thời gian gãi chân và nhai lại cỏ. Chứ còn đàn bà con gái nhà này thì được không ạ? Rồi đây, chúng ta thấy rằng là căn buồng mị nằm thì như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? À, căn buồng mị nằm thì kín mít. Chỉ có đúng một ô cửa sổ là cái lỗ vuông to bằng bàn tay trông ra ngoài, chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Được không ạ? Chúng ta thấy rằng là một cái căn buồng mà chúng ta ngỡ như là cái gì nhỉ? Ngỡ như là địa ngục trần gian. Chính nơi đây đã giam hãm cuộc đời của Mị, đã giam hãm tuổi trẻ của Mị, đã giam hãm ước mơ của Mị, sức sống của Mị, tình yêu của Mị, giam hãm tất cả mọi thứ. Và nó trông giống như là một cái ngôi mộ nổi, chứ không phải là một căn phòng tân hôn. Bởi vì chúng ta nghĩ đến những cái căn phòng tân hôn, nó phải ấm áp, nó phải tràn ngập ánh sáng, hạnh phúc. Nhưng đây, nó giống như là một cái ngôi mộ nổi thì hơn. Và chính cái căn phòng này đã gì ạ? Khiến cho Mị bị tê liệt về cả sức sống lẫn tinh thần phản kháng, mất hết ý thức về thời gian và không gian. Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Và mỗi ngày thì Mị càng không nói, Mị cứ lùi lũi như con rùa đằng sau xó cửa. Và Mị nghĩ rằng là thôi, mình cứ ngồi ở trong này trông ra, đến khi nào chết đi thì thôi. Đúng không ạ? Mị đã nghĩ như thế, Mị đã nghĩ như thế đấy. Được không ạ? Mị đã nghĩ như thế đấy. Và chúng ta thấy rằng là chính cái căn buồng này, chính cái cuộc đời của Mị khi về nhà thống Ly Pa Cha là một cái tiếng nói tố cáo chế độ phong kiến miền núi đã cất lên, đòi lại gì ạ? Nhân danh quyền sống. Chế độ ấy rất đáng bị lên án bởi vì nó đã làm cạn khô nhựa sống, làm lụi tàn đi ngọn lửa của niềm vui sống của những con người vô cùng đáng sống, giống như Mị. Đúng không ạ? Ok chưa? Các bạn ơi, đồng ý với chị không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần quan trọng nhất của chị này. Đó chính là cái phần như chị đã nói, sức sống tiềm tàng của nhân vật này. Sức sống tiềm tàng của nhân vật này. Ok chưa ạ? Nào, sức sống tiềm tàng của nhân vật này như thế nào nhá? Chúng ta sẽ cùng làm rõ. Từ đầu đến giờ các bạn có hiểu bài không? Từ đầu đến giờ các em có hiểu bài không ạ? Các bạn, từ đầu đến giờ các bạn có hiểu bài không? Rồi, sức sống tiềm tàng của nhân vật này. Để làm rõ về sức sống tiềm tàng, chúng ta sẽ đi khai thác về những cái sau. Một nhỏ, khái niệm. Ok không? Hai nhỏ, đó là gì ạ? Khái niệm hai nhỏ là gì ạ các bạn? Hai nhỏ là biểu hiện cho sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị. Chúng ta sẽ có những ý sau. Một, dám sống và dám chết. Hai, đêm tình mùa xuân. Ba, đêm mùa đông, cắt dây mây, cởi trói, cho A phụ. Ok không? Nhá, được không nào? Ok chưa? Đây sẽ là cái tiến trình mà chúng ta đi. Tại sao chị lại phải làm như thế này? Bởi vì chị nghĩ là mình càng chia ra rõ ràng thì sau này các bạn sẽ làm bài càng tốt. Đấy, nên là chị mong là gì? Chị mong là các bạn sẽ gọi là cũng học được cái cách khoa học giống như chị trong việc trình bày từng ý một như vậy, thì chúng ta sẽ cảm thấy là việc học của chúng ta dễ dàng hơn rất là nhiều. Được không ạ? Nhá, rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhá. Trước tiên là về khái niệm sức sống tiềm tàng. Sức sống tiềm tàng. Cái này thì được hiểu là khả năng sống. Khả năng sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Được không ạ? Nó là gì nhỉ? Khả năng sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Ok chưa nào? Rồi, đó là sức sống từ sâu thẳm bên trong tâm hồn con người. Được không ạ? Được không nào? Chấm. Nó được ví
giống như hạt mầm vùi trong cát bỏng. Chỉ cần gặp điều kiện thuận lợi. Điều kiện thuận lợi sẽ bung nở thành cây đời xanh tươi. Ok không ạ? Dùng thêm cái hình ảnh so sánh cho hay và dễ hình dung. Được chưa ạ? Thế thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu và chúng ta phải hiểu là sức sống tiềm tàng là gì, giúp chị đã. Đây là cái khái niệm. Ok chưa ạ? Đây là cái khái niệm. Cái tiếp theo, đây ạ, phần này là phần quan trọng nhất này, chính là biểu hiện cho sức sống tiềm tàng của nhân vật bị. Thế thì dám sống và dám chết ở đây được hiểu với những nội dung gì? Trước tiên chúng ta sẽ cùng chú ý cho chị cái đầu tiên ạ. Đó là sự phản kháng đầu tiên của mị. Khi về làm dâu nhà thống lý, đó là đêm nào mị cũng khóc. Một tháng liền, đúng không ạ? Một tháng liền đêm nào mị cũng khóc. Và chính cái việc khóc này chính là cái sự phản kháng đầu tiên này, đúng không ạ? Và cái tiếp theo, đó là khi mị cầm lá ngón về quỳ xuống xin cha cho đi chết, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là đây chính là cái sự phản kháng rất là mạnh mẽ của mị này, đúng không ạ? Dám chết khi cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa, được không ạ? Nhưng mà sau đó thì sao ạ? Sau đó thì nghe lời cha, thương cha, đúng không ạ? Đã quay trở lại cuộc sống trâu ngựa, cuộc sống của con dâu gạt nợ. Và đây cũng là một cái chi tiết mà chứng tỏ rằng là gì ạ? À, cái sức sống tiềm tàng vẫn còn tiềm ẩn rất lớn ở trong nhân vật này. Đó chính là gì nhỉ? À, dám gì ạ? Dám sống dù biết rằng cuộc đời phía trước chỉ toàn bóng tối. Được không ạ? Trước tiên, đây là những cái chi tiết đầu tiên để chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, để chúng ta thấy rằng là rõ ràng đây là một cái nhân vật mang trong mình cái sức sống tiềm tàng. Trước tiên là ở cái sự phản kháng của nhân vật mị. Đêm nào mị cũng khóc suốt một tháng liền. Tại bởi vì mị cảm thấy là cuộc đời của mình bất công quá. Về đây mình chỉ giống như là một cái cỗ máy, một cái cô con dâu gạt nợ, nô lệ không công cho nhà thống lý bá cha thôi, đúng không ạ? Và hình ảnh tiếp theo đó là cái việc dám sống và dám chết. Mị cầm lá ngón về quỳ xuống xin cha cho đi chết. Bởi vì bây giờ mị cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó không còn là cuộc sống nữa rồi, nó chỉ là tồn tại thôi. Đấy, thế nên là mị đã như thế nào ạ? À, mị đã quyết định là xin đi chết, nhưng mà sau đó thì lại thương cha. Thương cha là vì là bây giờ mà mình mà chết đi thì cha không biết trông cậy vào đâu. Thế là đã quay trở lại cuộc sống của cô con dâu gạt nợ. Và đây cũng là một trong những cái tín hiệu để chúng ta thấy rằng là mị là một cái cô gái mang trong mình cái lòng ham sống. Dám quay lại dù biết rằng cái cuộc đời mình phía trước chỉ toàn là bóng tối thôi, nhưng mà vẫn dám sống. Được không ạ? Nhá. Thì đấy là cái biểu hiện đầu tiên cho sức sống tiềm tàng của nhân vật bị. Tiếp theo, một cái phần rất là quan trọng, đó chính là sức sống tiềm tàng ở trong đêm tình mùa xuân. Được không ạ? Chúng ta thấy rằng là có ba cái tác nhân tác động đến mị ở trong đêm tình mùa xuân này, bao gồm mùa xuân, men rượu và tiếng sáo. Đúng không ạ? Mùa xuân, men rượu và tiếng sáo. Trước tiên nhá, chúng ta sẽ cùng xem những cái tác động của mị ở trong cái phần này. Đó là gì nhỉ? Những cái tác động thuộc về gì nhỉ? Ngoại cảnh, đúng không em? À, đúng không ạ? Những cái tác động từ phía bên ngoài, được không ạ? Hay còn gọi là ngoại lực. Ok chưa? Tí nữa chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt, được không ạ? Tí nữa chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt. Ngoại lực trước tiên là gì nhỉ? À, là mùa xuân, đúng không? Mùa xuân như thế nào nhỉ? À, chúng ta thấy rằng là mùa xuân năm ấy đến hồng ngày sớm, đúng không ạ? Chính cái mùa xuân đến sớm này đã khiến cho lòng người có rất nhiều những cái biến chuyển như sau, được không ạ? Khung cảnh mùa xuân như thế nào nhỉ? Vui tươi tràn đầy màu sắc. Hai chấm này,
Cỏ danh vàng ửng. Cỏ danh vàng ửng này. Gì nữa nhỉ? À, những chiếc váy xòe phơi ở mỏm đá. Được không ạ? À? Phơi ở mỏm đá. Như, à, những con bướm sặc sỡ màu sắc. Đúng không ạ? À? Rất là đẹp mắt, đúng chưa nào? Rồi, đám trẻ, đám trẻ con chơi quay, chơi cù trên sân chơi. Đúng không ạ? À? Và cười ầm lên trước nhà. Ok chưa nào? Đây là những cái tín hiệu. Bên cạnh đó còn có hình ảnh của những người đi chợ. Phải không ạ? À? Tất cả những cái hình ảnh mùa xuân này đã tác động vào Mỹ. Đúng không nào? Tất cả những cái này đã tác động đến Mỹ. Đúng chưa ạ? Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, chúng ta thấy rằng là có thêm một cái chi tiết nữa đã khiến cho Mỹ thay đổi rất là nhiều. Đó chính là tiếng sáo rủ bạn đi chơi đã vọng vào tâm hồn của Mỹ, đúng không ạ? Cái yếu tố tiếp theo đó là tiếng sáo. Ok chưa nào? Yếu tố tiếp theo đó là tiếng sáo. Được không ạ? Rồi, ban đầu thì Mỹ nghe thấy là gì ạ? Ngoài đầu núi lấp ló đã có tiếng ai gọi sáo. Gì ạ? Thổi sáo rủ bạn đi chơi. Đúng chưa ạ? Tiếng sáo. Và thêm một cái nữa, đó chính là cái gì nhỉ? Bữa cơm Tết bên, à, bữa cơm Tết cúng ma đón năm mới rộn rã. Được không ạ? À, chiêng đánh ầm Mỹ và bữa rượu tiếp ngay bữa cơm bên bếp lửa. Đúng không ạ? Bữa rượu. Tức là có ba cái yếu tố tác động đến đấy, các bạn thấy không ạ? Đó là mùa xuân, tiếng sáo và men rượu. Ok chưa nào? Thế thì chúng ta sẽ xem là cái diễn biến tâm trạng của nhân vật Mỹ thay đổi như thế nào trong đêm tình mùa xuân nhé. Diễn biến tâm trạng của nhân vật Mỹ trong đêm tình mùa xuân. Được không ạ? Trước tiên, chúng ta thấy rằng là Mỹ nghe thấy tiếng sáo. Đúng không? Mỹ nghe thấy tiếng sáo. Đúng không ạ? Lấp ló ngoài đầu núi. Ok không? Lấp ló ngoài đầu núi. Đúng không? À, ngoài đầu núi lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Tai Mị văng vẳng nghe tiếng sáo gọi bạn đầu làng, mà tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lừng lơ bay ngoài đường. À, tiếng sáo lặp lại liên tục từ đầu núi này, sau đó văng vẳng này, trong đầu này. Đúng không ạ? Sau đó thì sao nhỉ? À, lơ lửng bay ngoài đường này. Bay ngoài đường. Đó là một cái tiến trình mà chúng ta thấy rằng tiếng sáo đến gần hơn với Mỹ. Gần hơn với Mỹ. Và chính cái yếu tố này đã khiến cho Mỹ cất lên những lời thì thầm mùa xuân đầu tiên. Được không ạ? Cất lên những lời thì thầm mùa xuân đầu tiên sau một cái tháng ngày dài câm lặng. Mày có con trai con gái rồi, mày đi làm nương, tao chưa có con trai con gái, tao đi tìm người yêu. Ok không ạ? Và sau đó, sau khi mà tiếng sáo khiến cho Mỹ đã cất lên những cái lời thì thầm mùa xuân đầu tiên rồi, thì Mỹ bây giờ đã làm gì nhỉ? À, Mỹ uống rượu. Được không nào? Mỹ uống rượu, đúng không? Mỹ lén uống từng bát. Mị lén uống từng bát, đúng không? Uống ực. Đúng không ạ? Mị lén uống ực từng bát. Cái này nó bị đổi. Uống ực từng bát. Được không ạ? Uống ực từng bát một. Đúng chưa nào? Và rồi, mị say đến lịm người đi. Mị say đến lịm người đi. Ok chưa ạ? Mị say đến lịm người đi. Cái say đến với cùng lúc gây ra cái sự lãng quên và đem về nỗi nhớ. Tức là gì ạ? Người ta thì thường uống rượu để quên, nhưng mà Mị uống rượu để nhớ lại cái quá khứ tươi đẹp của mình. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là Mị đang lãng quên đi thực tại.
bị lãng quên đi thực tại của mình. Được không ạ? Nhìn mọi người nhảy đồng, người hát mà không nghe, không thấy. Và cuộc rượu tan lúc nào thì cũng không hay. Và sau đó mị nhớ về ngày trước. Được không ạ? Mị nhớ về ngày trước. Ngày trước mị cũng thổi sáo giỏi. Và quan trọng hơn là mị chợt nhớ ra là mình cũng là một con người, vẫn phải có cái quyền sống của một con người. Thế nên mị thấy là gì ạ? Mị vẫn còn trẻ, mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết. Huống chi mị và A Sử không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là bây giờ đã là cái lúc mà mị gì ạ? Mị nhận thức được về cái tâm hồn, về cái gì ạ? Về cuộc sống của mình rồi. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là trong cái khoảnh khắc mà nhận thức được về thân phận của mình, nhận thức được về thân phận, về số phận của mình, thì đó là cái lúc mà mị đã làm gì nhỉ? Mị đi theo quán tính, bước vào buồng. Khi mà lòng mị bây giờ cái đoạn này này đã phơi phới trở lại rồi, tức là đã nghĩ đến việc là mình muốn được đi chơi như bao nhiêu người đàn bà có chồng khác. Thế nhưng mà khi nhận thức được về thân phận, mị vẫn làm một cái hành động quen thuộc trong vô thức, đó là mị bước vào căn phòng, được không ạ? Ngồi xuống giường, trông ra cái lỗ vuông, ngồi xuống giường, trông ra cái lỗ vuông, được không ạ? Và khi mà lòng ham sống trỗi dậy, khi lòng ham sống trỗi dậy, thì điều đầu tiên mị muốn là gì nhỉ? Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Được không ạ? Muốn làm đó là ăn lá ngón tự tử. Bởi vì sao ạ? Đột nhiên phát hiện ra những cái ngày trước mình đã sống như thế nào. Tại sao mình lại sống một cái cuộc đời tồn tại nó vô nghĩa đến như vậy? Và thực sự là mị muốn chết. Thực sự mị rất muốn chết ở trong cái khoảnh khắc này. Ra con nắm lá ngón trong tay lúc này thì mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là đây là cái khoảnh khắc khi con người ta nhận ra về cái thân phận của mình, chợt nhận ra về thân phận của mình, về số phận của mình. Thì đó cũng là lúc mà người ta cảm thấy cái sự tồn tại của mình là cái sự tồn tại vô nghĩa nhất trong cuộc đời và rất muốn tìm đến cái chết. Đúng chưa ạ? Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng sức sống mãnh liệt cứ trỗi dậy. Đúng không ạ? Sức sống của tuổi xuân cứ lớn dần và nó lấn chiếm lấy tâm hồn và suy nghĩ của mị. Đúng không? Rồi chúng ta thấy rằng là sức sống tiềm tàng trỗi dậy, lấn áp tâm trí mị và thúc đẩy các hành động để chuẩn bị đi chơi. Đúng không ạ? Trước tiên mị làm gì nhỉ? Mị làm mọi cái hành động giống như là một người mộng du. Trước tiên mị làm gì nhỉ các em? Mị làm gì nhỉ? Mị sắn miếng mỡ để thắp sáng căn phòng. Sắn miếng mỡ để thắp sáng căn phòng. Đúng không ạ? Sắn miếng mỡ để thắp sáng căn phòng. Rồi gì nữa ạ? Quấn lại tóc với cái váy hoa. Với cái váy hoa, rút thêm cái áo. Ok không ạ? Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Thắp sáng căn phòng là cái hành động để thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của chính mình. Còn những cái hành động gì đấy ạ? Những cái hành động như là quấn lại tóc, đây là gì ạ? Để gì ạ? Chỉnh chu lại bản thân để chuẩn bị đi chơi. Đúng không nào? Chỉnh chu lại bản thân
để chuẩn bị đi chơi, đúng chưa? Thế nhưng mà sao ạ? Trong khi Mị đang trở lại cái tuổi xuân của mình, đang muốn đi chơi thì thằng A Sử nó về, đúng không ạ? Nó thấy Mị chuẩn bị muốn đi chơi, nó đã làm gì? Đánh Mị và trói Mị vào cột bằng gì? Dây mây. Bằng dây mây. Chị tin là Mị không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. Chỉ tự biết một việc là tự nhiên thằng chồng mình nó về và bắt đầu nó thấy mình chuẩn bị đi chơi. Ôi, nó nổi một cái cơn tức giận, trận lôi đình lên, và nó lôi mình ra, nó đánh, nó quất và nó trói đứng. Được không ạ? Nó trói đứng. Thực sự là một cái hành động mà rất là kinh khủng. Sau khi trói đứng Mị bằng dây mây xong, nó tắt đèn và đóng sầm cửa lại. Rất là kinh khủng, đúng không ạ? Nó muốn làm gì đấy? À, nó muốn dìm Mị vào trong bóng tối đấy các bạn ạ. Dìm Mị vào trong bóng tối và triệt tiêu sức sống của nhân vật này, của Mị. Được không ạ? Triệt tiêu cái sự phản kháng của Mị, triệt tiêu cái sức sống của Mị, đúng không nào? Thế nhưng mà phải thừa nhận một điều rằng là Mị bị trói đứng, đúng không? Mị bị trói đứng, nhưng mà sao ạ? Mị đang ở trong trạng thái mộng du, chìm đắm những cơn mơ về tuổi trẻ, đúng không? Mị chìm đắm trong những ký ức tuổi trẻ, được không nào? Trong những ký ức tuổi trẻ, được không ạ? Bây giờ thì tiếng sáo vẫn đang rập rờn ở trong đầu Mị. Tiếng sáo đưa Mị theo những cuộc chơi, những đám chơi. Tâm hồn Mị đang sống không còn đang sống trong thực tại nữa, mà đã gì ạ? À, biến vào trong một thế giới ảo. Sợi dây trói của đời thực chưa thể làm kinh động ngay lập tức của kẻ mộng du, đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng là Mị chìm đắm trong những ký ức của tuổi trẻ, đúng không ạ? Đi theo những cuộc chơi, những đám chơi, và tiếng sáo vẫn rập rờn, vẫn rập rờn trong đầu Mị, đúng không ạ? Mị nhớ về thời son trẻ của mình. Dây trói có thể trói được thể xác của Mị, nhưng không trói được tâm hồn của Mị, mà Mị vẫn đang trở về ngày trước, được không ạ? Và hiện thực khốc liệt chỉ xảy ra khi Mị vùng bước đi và cảm thấy đau đớn, đúng không ạ? Vùng bước đi và cảm thấy đau đớn, chân đau không cựa được, đúng không ạ? Cái mơ đến một lần rồi cũng tỉnh ra. Vậy là chúng ta thấy lại một cái giai đoạn chập chờn giữa cái mơ và cái tỉnh, giữa tiếng sáo và nỗi đau nhức nhối của dây trói, và tiếng nựa đạp vào vách nhai cỏ gãi chân. Nhưng bây giờ thì theo chiều ngược lại, tỉnh dần ra, đớn đau tê dại dần đi, để sáng hôm sau lại trở về với vị trí của con rùa câm lặng, mà thậm chí là còn câm lặng hơn trước, được không ạ? Cảm thấy đau đớn. Và các em có thấy không ạ? Khi nghe thấy tiếng chân ngựa đạp vào vách, thì đây chính là cái hình ảnh chứng minh cho chúng ta về cái gì ạ? Tiếng chân ngựa đạp vào vách, đây chính là cái hình ảnh chúng báo hiệu cho chúng ta về cuộc sống thân trâu ngựa lại trở lại với Mị. Và có một chi tiết rất hay ở đây mà các bạn nhất định phải chú ý giúp cho chị, đó là Mị đột nhiên nhớ về câu chuyện đã từng có người đàn bà bị trói đứng và chết trong căn phòng này. Mị cảm thấy sợ nên vùng bước đi, nên gì ạ? Nên cựa xem mình còn sống hay không. Và các em biết không,
Đây chính là cái chi tiết rất quan trọng. Bởi vì gì ạ? À, sợ chết chính là biểu hiện cao nhất của lòng ham sống. Ok chưa ạ? Sợ chết chính là biểu hiện cao nhất của lòng ham sống. Và đây là một cái chi tiết rất là đắt. Được không ạ? Nhá. Đây là một cái chi tiết rất là đắt để thể hiện cái sức sống tiềm tàng của nhân vật mị. Ok chưa nào? Ok không? Rồi, nhớ giúp chị nhá. Đây là đêm mùa xuân, nhưng mà sau đó thì mị lại trở về với cuộc sống câm lặng. Và thậm chí là còn câm lặng hơn trước. Được không ạ? Lại trở về với thân trâu ngựa thôi, đúng không? Lại trở về với thân trâu ngựa và thậm chí là còn câm lặng hơn trước. Ok chưa nào? Thế nhưng mà các bạn ơi, chúng ta phải thừa nhận một điều rằng là cái đêm tình mùa xuân này này, nó chỉ là cái tác động từ phía bên ngoài, là ngoại lực thôi, đúng không ạ? Nhưng mà đêm mùa đông chuyển đến đêm mùa đông cởi trói, cắt dây trói cho A Phủ, thì nó lại là xuất phát từ nội lực, đúng không ạ? Chị muốn phân tích với các bạn sâu hơn về cái này. Tại sao chị lại phân tích sâu hơn, muốn phân tích với các bạn sâu hơn về cái này? Chúng ta thấy rằng nhé, học văn chị Hiên hơn cả một bài văn. Nếu như mà hôm đấy các bạn không muốn học, đúng không ạ? Thì kể cả dẫu cho là wifi có mạnh, dẫu cho là thời tiết có mát mẻ, thì các bạn cũng kiểu học, các bạn cũng kiểu học mà các bạn cảm thấy kiểu rất là chán nản, đúng không? Nhưng mà nếu như mà hôm đấy mà các bạn thực sự muốn học, thì dẫu cho wifi có yếu thì các bạn cũng gì ạ? Các bạn cũng sẽ đăng ký 3G. Thế thì suy cho cùng là gì ạ? Cái nội lực bên trong của chúng ta ấy, bao giờ nó cũng sẽ mạnh mẽ hơn ngoại cảnh bên ngoài. Rõ ràng là cái đêm mùa xuân chỉ là một cái đêm mà bị tác động bởi những cái yếu tố ngoại cảnh bên ngoài thôi, đúng chưa? Còn lại đêm mùa đông cắt dây mây cởi trói cho A Phủ lại là cái sự tác động từ nội lực bên trong. Bên trong mị muốn thế, bên trong mị nuôi dưỡng một cái khát vọng về tự do, thế nên mị muốn được giải thoát cho người kia và tìm một cái cách để giải thoát cho chính bản thân mình. Ok chưa ạ? Thì đây sẽ là sắp xong rồi. Sắp xong rồi các bạn ơi, vợ chồng A Phủ sắp xong rồi ạ. Được không ạ? Đây sẽ là đêm mùa đông cắt dây mây cởi trói cho A Phủ như sau ạ. Như thế này, đêm mùa đông cắt dây mây cởi trói cho A Phủ. Chúng ta thấy rằng mùa đông trên núi cao thì rất dài và lạnh. Được không ạ? Mùa đông trên núi cao thì rất dài và lạnh, đúng không? Mị có một cái thói quen không thể bỏ. Mị có thói quen không thể bỏ, đó chính là... Em ơi, tắt điều hòa, chị đang rét. Mị có một thói quen không thể bỏ, đó chính là sửa lửa. Thậm chí đã có nhiều lần thằng A Sử nó về ấy, nó nhìn thấy mị sửa lửa, nó tức quá, nó đạp mị ngã rúi rụi ở bên bếp lửa, nhưng mà mị cũng không thể nào bỏ được cái thói quen đó, đúng chưa ạ? Thế nên đối với mị, bếp lửa không chỉ đơn thuần là cái gì ạ? À, là cái phương tiện giúp cho mị ấm áp hơn, cái công cụ giúp cho mị ấm áp hơn, mà nó còn gì ạ? Nó còn giúp cho mị gì ạ? À, sưởi ấm tâm hồn của mị trong những đêm đông lạnh giá. Giống như là người bạn tri âm tri kỷ ấy, phải không ạ? Và chính nhờ vào bếp lửa mà mị đã nhìn thấy cái gì? À, mị đã nhìn thấy giọt nước mắt của A Phủ. Chúng ta thấy rằng ban đầu khi mà thấy A Phủ bị trói, à, A Phủ là một thanh niên rất là khỏe mạnh, trai tráng rất là khỏe mạnh. Người ta vẫn hay bảo là ai mà lấy được A Phủ ấy, thì chẳng khác nào có một con trâu tốt ở trong nhà. Thì cái đêm tình mùa xuân hôm đấy thằng A Sử nó đi chơi, với cái bản tính hống hách của nó thì nó đã làm gì ạ? À, gây sự với thanh niên của làng. Thế là A Phủ mới gì ạ? À, A Phủ mới gì? Đánh thằng A Sử. Thế là cuối cùng là A Phủ đã phải tham gia vào một cái buổi sự kiện rất là bất công xảy ra ở nhà thống lý Bá Cha. Và A Phủ đã phải gì ạ?
đã vừa bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, lại còn phải trả nợ cho nhà thống lý Pá Cha, nhưng vì không có tiền nên đã trở thành cái gì ạ? Nô lệ để gạt nợ cho nhà thống lý Pá Cha, làm không công cho nhà thống lý để gạt nợ, đúng không ạ? A Phủ thì rất là khỏe mạnh và thông minh, thì được giao cho chăn một cái đàn gì, chăn bò một cái đàn bò. Nhưng mà hôm đấy mải bẫy nhím, thế là chẳng may đã bị hổ ăn mất nửa con bò, được không ạ? Chẳng may bị hổ ăn mất nửa con bò. Nhưng mà sau đó thì A Phủ về có gì ạ? Có xin thống lý Pá Cha là cho mượn súng để đi bắt hổ. Nhưng mà thống lý Pá Cha thì không đồng ý. Và thống lý Pá Cha đã phạt A Phủ là phải tự đào cột và tự trói mình vào cột cho đến chết thì thôi. Đúng không nào? Đấy, thì chúng ta sẽ lưu ý giúp cho chị, đó chính là A Phủ ban đầu khi mà nhìn thấy A Phủ bị trói đứng thì mị rất thản nhiên. Vì sao ạ? Vì đây là chuyện thường thấy ở nhà thống lý, không có gì mới mẻ lạ lùng cả, được không ạ? Người bị trói đứng không có gì mới mẻ lạ lùng cả, được chưa nào? Và tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Bởi vì mị đã quá khổ để có thể thông cảm được cho nỗi khổ của người khác. Ok không nào? Mị đã quá khổ để hiểu cho nỗi khổ của người khác rồi, đúng chưa ạ? Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đối với mị bây giờ ấy, thì A Phủ là cái xác chết đứng đó thì cũng thế thôi. Câu văn này giống như một cái sự minh chứng cho cái sự tê dại trong tâm hồn của mị. Bởi trong hoàn cảnh của mị, cô gái này thực sự đã quá khổ để có thể đồng cảm được với cái nỗi khổ của người khác. Thậm chí trái tim của mị bây giờ còn mất hết cảm xúc, chỉ là một cái trái tim đóng băng và lạnh giá thôi, đúng không? Thế nhưng mà bước ngoặt là đêm hôm ấy, nhờ vào ánh lửa bập bùng, thì gì nhở? Mị đã nhìn thấy dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen của A Phủ. Mị nhìn thấy dòng nước mắt bò xuống hai hõm má đã xám đen của A Phủ, đúng không ạ? Cái giọt nước mắt này nó giống như là một giọt nước mắt tràn ly ấy, đúng không nào? Nó giống như là giọt nước mắt tràn ly ấy, được không ạ? Và chính cái chi tiết này đã đưa mị từ cõi quên trở về cõi nhớ. Mị nhớ về cái gì ạ? Mị nhớ về đêm mùa xuân mình cũng bị trói đứng. Được không ạ? Nước mắt rơi gì ạ? Nước mắt chảy xuống cổ, xuống cằm, xuống cổ, nhưng không lau đi được. Ok không ạ? Nhưng không lau đi được. Mị đã từng bị bất lực như thế nào, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng hai dòng nước mắt của A Phủ đã giúp mị nhớ ra hoàn cảnh của chính mình, và mị đang tự xót thương cho chính số phận của mình. Ok không ạ? Thế thì chúng ta thấy rằng là từ thương mình mới thương được cho người, được không nào? Từ thương mình mới thương được cho người, phải không ạ? Và sau đó thì sao ạ? Mị dần dần có tình thương với A Phủ, những tình thương dành cho người có cùng cảnh ngộ, đúng không? Và sau đó thì nó đã vượt lên trên cả giới hạn là thương mình, vượt lên trên cả giới hạn, được không ạ? Mình là đàn bà con gái thì chỉ biết đợi đến ngày chết rũ xương ở đây thôi, còn người kia việc gì mà phải chết, đúng không ạ? Và sau đó thì bởi vì những cái câu hỏi đó đặt ra và mị không cảm thấy sợ hãi, mị chỉ cảm thấy một cái điều bây giờ, đó chính là cha con chúng nó thật độc ác, đúng không ạ? Mị đã nghĩ đến việc là mình sẽ giải cứu, mình sẽ cởi trói cho A Phủ, sau đó mình sẽ là cái người mà bị chôn vào trong đấy cho tới chết,
trói đứng như vậy cho tới chết, nhưng mà Mị không thấy sợ, đúng không ạ? Mị không thấy sợ, được không nào? Và Mị đã quyết định rất là nhanh, trong khoảnh khắc rất ngắn, cắt dây mây, cởi trói cho A Phụ. Hãy nhớ giúp chị, đây là một cái chi tiết diễn ra trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn và rất là nhanh, đúng không ạ? Rất là quyết đoán. Và cái chi tiết này thì nó khá là giống với cái chi tiết đó là Nam Cao đã để cho Chí Phèo đâm chết Bá Kiến trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn và tự kết liễu cuộc đời của mình, được không ạ? Tại vì sao ạ? Có thể là vì những cái tác giả này rất là sợ, sợ là nếu như mình không để cho nhân vật của mình dám làm cái việc đó trong một khoảnh khắc ngắn như vậy, thì nếu như chần chừ chỉ chừng 1-2 phút nữa thôi là có thể họ sẽ lại trở lại cái cuộc sống câm lặng, được không ạ? Họ sẽ lại trở lại cái cuộc sống câm lặng đó. Nên là phải để cho nhân vật của mình phải như thế nào ạ? Phải để cho nhân vật của mình làm cái việc này ở trong một cái thời gian cực kỳ là ngắn ngủi. Ok chưa nào? Rồi, thì đây, chúng ta thấy rằng sau đó thì A Phủ đã ngã quỵ xuống, đúng không? Nhưng vùng chạy đi, vẫn vùng chạy đi, đúng không ạ? Và Mị có khựng lại một chút, đúng không? Mị khựng lại một chút. Và sau đó làm gì nhỉ? Và xin A Phủ, xin A Phủ cho đi cùng, đúng không ạ? A Phủ cho tôi đi, ở đây thì tôi chết mất, đúng không? Sau đó thì cả hai người đã dắt tay nhau chạy trong đêm tối, dắt tay nhau chạy trong đêm tối, đúng không? Và băng qua rừng, băng qua núi, đến với khu du kích Phiềng Sa, gặp cán bộ A Châu và được giác ngộ cách mạng. Hai người đã kết hôn với nhau và trở thành những chiến sĩ kiên trung, quay lại giải phóng cho chính quê hương của chính mình. Ok chưa nào? Giải phóng cho quê hương của mình. Vậy là các bạn sẽ ở đây lưu ý ở đây giúp cho chị nhé. Nếu như trong đêm mùa xuân, nó là cái ảnh hưởng, những cái tác nhân từ phía bên ngoài, được không ạ? Đây là cái tác nhân từ phía bên ngoài. Thì ở trong cái phần đêm tình mùa xuân này, cái khát vọng mà Mị nuôi dưỡng ở trong đây chỉ là khát vọng về gì? Về hạnh phúc thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cái khát vọng ở trong đêm mùa đông này này, với những cái ảnh hưởng từ nội lực bên trong chính Mị này, thì đó là cái khát vọng về tự do cơ, các bạn ạ. Nó là khát vọng về tự do, được không? Nó là khát vọng về tự do, và nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đêm tình mùa xuân. Vậy thì chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều rằng là đêm mùa xuân là một cái tiền đề cực kỳ quan trọng để dẫn tới cái việc bùng nổ ở trong đêm mùa đông này. Nếu như trong đêm mùa xuân chỉ là một cái tàn tro âm ỉ cháy, thì đêm mùa đông nó đã trở thành một cái đám cháy lớn. Và thực sự là Mị đã cháy, vượt qua tất cả những cái nỗi lo sợ về cường quyền, về bạo quyền, và đặc biệt một cái thứ rất là đáng sợ đó chính là thần quyền. Nhiều người sẽ nói rằng tại sao Mị lại không chạy trốn, trong khi Mị đi làm ở hết núi này núi kia. Thật ra Mị có thể chạy trốn mà. Nhưng mà bản thân ấy, gì ạ? Chúng ta thấy rằng là bản thân gì ạ? Bản thân Mị ấy, tự nhận thức, kể cả đàn bà con gái ở nhà thống lý Ba Cha thì cũng tự nhận thức rằng là nếu như mà mình đã bị bắt về để cúng trình ma rồi, thì dẫu cho mình có chết đi thì mình cũng sẽ là con ma của cái nhà này thôi, không thể nào chạy đi đâu được. Nên là chính vì cái áp đặt đó ở trong đầu, nên họ chưa bao giờ nghĩ đến việc họ chạy trốn cả, các bạn ạ. Chưa một lần nào, chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn. Ok chưa ạ? Cái thần quyền nó mạnh mẽ đến cái mức như vậy đấy. Nhưng mà sau đó thì Mị đã vượt qua tất cả những cái gì ạ? Vượt qua tất cả về áp lực, về cường quyền, thần quyền và bạo quyền. Thì Mị đã làm gì? Mị đã thực sự trở lại với chính bản thân mình, một cô gái rất là ham sống, được không ạ? Rất là ham sống và khát sống. Ok chưa nào? Thì chúng ta có thể nhìn nhận thấy rằng là đây là cái vấn đề quan trọng nhất và là cái vấn đề duy nhất chị dành cho các bạn về tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Ok không ạ? Có thể thấy là Tô Hoài đã rất thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật Mị, đúng không ạ? Là một cô gái dân tộc xinh đẹp với một cái hoàn cảnh, một cái số phận rất là éo le. Nhưng mà qua đó thì đồng thời Tô Hoài đã cất lên cái tiếng nói đòi lại quyền tự do, đúng không ạ? Một cái tiếng nói tố cáo cái xã hội phong kiến của bộ chúa đất lúc bấy giờ đã khiến cho người lao động rất là khổ sở,
và mất đi cái sức sống tiềm tàng của chính bản thân mình, nhưng từ đó cũng ngợi ca về cái vẻ đẹp tâm hồn của chính họ. Và cụ thể ở đây chính là cái sức sống tiềm tàng. Ok chưa ạ? Chúng ta thấy rằng là cách miêu tả ngoại cảnh, đặc biệt là mùa xuân này, đúng không ạ? Rồi thì cách xây dựng cái đối thoại nội tâm trong chính nhân vật này, đúng không ạ? Độc thoại nội tâm trong chính nhân vật này, rồi thì xây dựng các cái tình tiết truyện này, đều bộc lộ Tô Hoài là một nhà văn cực kỳ là tài năng và có một cái lối kể chuyện cực kỳ là duyên dáng và cuốn hút. Ok chưa nào? Nhá, được không ạ? Rồi các bạn ơi, ok chưa các em? Rồi thì đây sẽ là tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Các bạn ok với chị không ạ? Đây là tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Thế thì Quỳnh có dạy được không? Chiếc thuyền ngoài xa. Thế thì bây giờ chị Quỳnh sẽ hướng dẫn cho các bạn về chiếc thuyền ngoài xa. Thì chị sẽ cũng lưu ý luôn với các bạn một chút là ở trong chiếc thuyền ngoài xa này thì chúng mình sẽ chỉ học về phần người đàn bà hàng trái thôi. Bởi vì là hai cái phát hiện của nghệ sĩ Phùng ấy thì đã thi vào năm 2018.